Được rồi, Robinson Crusoe. Xem ông có gì nào. Này, cậu có biết dấu hiệu rõ ràng rằng Robin Crusoe là gay không? Thật sao? Ờ, phải. Đây gợi ý đó mà. Không đùa đâu. Thực sự là tiến bộ cho thời đại, của sức mạnh và chủ nghĩa đế quốc của xã hội phương Tây. Như là áp bức có hệ thống với văn hóa và tài nguyên của người bản địa à? Chả. Chả trách cậu không làm bạn được với ai. Dù sao dựng lều cũng đẹp đấy chứ. Đạp tay nào. Đây rồi. Ôi, rửa. Không biết chúng có ruột không? Xem nào. Ôi, chết tiệt. Này, 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 không, cút ngay. Khốn kiếp. Vâng, bỏ hoang cái con khỉ. Khốn kiếp. Thời khắc tuyệt vời cho bản năng sinh tồn, Toby. Thiên tài. Nghêu. Khỉ thật. Chúng đâu rồi?
Gì vậy? Xin chào. Khỉ thật. Nó đâu rồi? Bố. Chết tiệt. Này, đợi đã. Không được ở lại đây. Giờ đi ngay. Được rồi.
Này, vậy cô sống ở đây sao? Có thị trấn nào gần đây à? Tôi thật sự nên ăn gì đó. Tôi đang tham gia vào chương trình Thất Lạc. Cô từng nghe chưa? Nó giống như là chương trình dành cho những đứa trẻ quậy phá. Tôi đoán thế. Dạy bạn cách liên lạc chính xác, đôi điều về phát triển bản thân và rồi vứt bạn lên một hòn đảo và bạn phải sinh tồn với thiên nhiên. Có mục đích hả? Có. Tôi nghĩ khá là ngu ngốc. Nó thực sự rất ngon. Này, ai xây cái đập này vậy? Đẹp thật. Những người giáo sĩ. Này, này, cô đi đâu vậy? Về nhà. Ồ, được rồi. Tôi có nên về lại lều không? Hay là... Không, nguy hiểm lắm. Chờ đã, xin lỗi. Cái gì nguy hiểm cơ? Này, được rồi. Chỗ này, cách biển bao xa vậy? Ít xa, cho tôi biết tên cô có được không? Này, khỉ thật. Hãy ở gần lửa. Rắn không thích lửa. Tên tôi là Madeline.
Là trứng hả? Trứng gà? Vui đấy. Trông tệ quá. Chỉ là... tôi nghĩ không sao đâu. Ăn đã, lát nữa tôi sẽ lấy thuốc cho anh. Được chứ? Được. Này, có thứ gì kiểu động vật có sừng như kiểu mấy con dê lớn trên đảo này không? Tại sao hỏi thế? Anh thấy rồi à? Tôi không biết tôi thấy gì nữa. Vậy cô ở đây bao lâu rồi? Từ khi tôi còn nhỏ. Sao, vậy còn người khác ở đây à? Vài người. Bạn bè. Mẹ tôi. Bố tôi. Họ còn ở đây chứ? Chỉ còn mẹ tôi thôi. Bố tôi mất lâu rồi. Tôi rất tiếc. Bố tôi cũng đã mất. Tôi rất tiếc. Không sao đâu. Đây sao? Phải. Được rồi. Chúng là gì vậy? Chúng đặc biệt. Đừng ăn chúng khi mà chưa muốn đi ngủ. Tác dụng của chúng là gì? Đây. Khoan. Trời ơi, chúng gây tê. Này, khoan đã. Tuyệt. Này, chúng ta đang đi đâu vậy? Kết nối vô hạn của máy tính. Máy tính? Nó là thứ dùng để... mà thôi. Này, tôi phải nói với cô về ngày mai. Trời tối rồi. Cái gì đây? Hãy giữ nó bên mình, được chứ? Tại sao? Có phải thứ có sừng kia từ đây ra không? Của mẹ tôi đấy. Được rồi. Bà sẽ giết anh nếu tìm thấy anh. Ngủ ngon nhé, Toby. Sao cơ? Tôi phải đi. Cô đang nói gì vậy? Anh không bao giờ được đi qua đây. Hiểu chứ? Anh sẽ chết nếu làm thế. Này, cô đang nói cái gì vậy? Ngày mai tôi sẽ gặp anh. Không, không. Ngày mai tôi phải đi. Kay sẽ tới đón tôi vào ngày mai. Gì cơ? Anh sẽ rời đi mà không hề nói gì với tôi à? Không, đó là điều tôi đang định nói. Này, đừng quay lại đó nếu ở đó không an toàn. Để anh muốn đi thì cứ đi đi. Madeline, đừng đi, tôi. Madeline!
Toby. Xin chào. Xin chào. Toby. Là Kai đây. Cậu ổn chứ? Tôi nghe tiếng la hét từ ngoài thuyền. Nghe với Chúa, nếu cậu đang đùa với tôi. Khốn kiếp. Ai đấy? Toby. 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 Đừng có đùa nữa. Cậu đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đón những người khác. Tôi không có thời gian cho việc này đâu. Toby, hồn kiếp, có phải cậu đấy không? Ôi, chết rồi. Chết thật. Đáng lẽ phải ở đây rồi chứ.
Trời ơi, cay. Chết tiệt. Không, không, không. Hồi nào.
Chết tiệt. Phải rồi. Phải rồi. Tình huống khẩn cấp, đây là The Circle, coi nghe thấy không? Khẩn cấp, đây là The Circle, coi nghe thấy không? Ai đấy? Ai đấy? Vâng vâng, tôi nghe. Nghe này, chiếc thuyền đã chìm. Tên tôi là Toby Bones. Tôi tham gia chương trình thất lạc. Tôi đang mắc kẹt trên một hòn đảo hoang. Làm ơn, có người đã chết. Tôi đang ở quần đảo Pulau Aibai. Làm ơn, có nghe thấy không? Xin chào. Con lại đến cửa mở rồi. HD Việt Nam sử dụng audio này. Tới chỗ thức ăn. Vâng, con biết. Mẹ nói cả trăm lần rồi. Và con vẫn không nghe. Mẹ có bao giờ nghe con nói đâu. Không phải thế, Madeleine. Mẹ sẽ không nói về chuyện này nữa. Con chưa sẵn sàng để ra ngoài đó. Hãy đi lấy ít nước trước giờ ăn tối. Từ giờ hãy ở xung quanh nhà thôi. Tại sao? Bởi vì con chưa đáng tin. Rõ chưa? Madeleine, nếu con thấy ai, con phải báo cho mẹ ngay. Rõ chưa? Trả lời đi, Madeleine. Vâng, con xin lỗi. Anh nên trở về bờ biển ngay. Anh không thể ở đây, được chứ? Madeleine, đi về phía đông tới bãi đá. Tôi sẽ gặp anh ở đó. Đi đi, Madeleine. Vâng, đi lấy nước cho mẹ. Và mang về ít củi nữa. Vâng, này. Con đã 16 tuổi. Con phải tin mẹ. Mẹ là mẹ của con. Thank you.
Tôi mừng là anh không sao. Anh vừa đi là mẹ tôi biến mất nên tôi rất lo cho anh. Tôi tưởng anh giờ đi rồi chứ. Madeline, người đáng lẽ phải tới đón tôi. Cô ấy chết rồi. Tôi tìm thấy chiếc thuyền của chị ấy bị lật và thấy xác chị ấy. Và tôi thấy mẹ cô. Bà ấy bơi ra từ chiếc thuyền. Tôi nghĩ bà ta đã giết cay. Madeline, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi chỉ nhớ tới vài thứ. Như là chúng tôi từng xây và bắt cá và đuổi bắt trong rừng. Chúng tôi đã từng rất vui. Giờ có chuyện xảy ra. Tôi chỉ nhớ khóc một mình trong góc. Mẹ tôi người đầy máu và bảo tôi đừng nhìn. Và giờ tôi chỉ thấy những thứ đó vào mỗi đêm. Những thứ khủng khiếp mỗi đêm. Như là có quái vật nào đó bên cạnh tôi. Tôi nghĩ bà ấy đã giết họ. Bà ta không an toàn đâu. Chúng ta phải rời khỏi đây. Chúng ta sẽ đi đâu? Bà ấy sẽ tìm ra chúng ta bất cứ nơi nào trên hòn đảo này. Tôi thấy đài của Kay trong lều. Tôi chắc chắn rằng sẽ có thuyền tới tìm tôi và những người khác. Tôi có thể gửi tín hiệu. Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Đi với tôi. Cảm ơn. Được. Tôi sẽ quay lại đây vào ngày mai. Đừng rời đi mà không có tôi. Tôi sẽ không làm thế. Cẩn thận nhé. Chết tiệt. Chết tiệt. Đây. Không. Đây. 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 Bên này.
xăng. Chết tiệt. Khốn kiếp. Ôi trời, này. Cameron, là cậu. Toby, cậu làm gì ở đây vậy? Tôi không thấy cay đâu. Tôi thấy có một cái xuồng, nên là... Cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi chúa, lại đây, nhìn tôi này, này, này. Nhìn tôi này, không sao đâu. Ngọn hải đăng kia cả trăm năm tuổi rồi. Ngay cả khi khiến nó hoạt động, tôi nghĩ cũng chả có thể nào tới. Ý tôi là sao họ phải tới? Tôi nghĩ nên quay về đảo của tôi. Nó chắc chắn không có gì. Tôi sẽ không bỏ cô ấy lại. Cậu nghiêm túc đấy hả? Anh bạn, chúng ta đang ở cùng những sát nhân điên rồ đấy. Cậu còn không biết chúng ở một mình không? Tôi đã tới cả hai phía hòn đảo. Đúng vậy mà. Rõ là cậu chưa từng xem giải thoát. Chúng ta không thuộc về ngoài này. Cô ấy mắc kẹt ở đây. Giống như chúng ta. Tôi phải giúp cô ấy. Rồi, vậy thì... Đầu tiên, chúng ta sẽ vượt qua con kênh và rồi quay lại cứu cô ấy khi chúng ta đã được cứu. Cậu mới ở đây được có 6 ngày và cậu nghĩ cậu là Rambo à? Cậu định đi đâu vậy? Nhà cô ấy. Anh bạn, nghèo ăn mất não cậu rồi. Đây là khóa học sinh tồn. Nhớ chứ? Sinh tồn. Hãy rời khỏi đây khi còn có thể. Cậu định để con điên nào đó tra tấn cậu hả? Này! Tôi xin lỗi. Tôi không thể bỏ mặc cô ấy trên đảo. Tôi phải cứu cô ấy. Madeline. Này. Là tôi đây. Buông ra. Buông nó ra. Bà. Bà đã làm gì cô ấy? Ta cũng đang định hỏi cậu điều tương tự đấy. Nghe này, tôi không biết cô ấy ở đâu, được chứ? Làm ơn để tôi đi, được chứ? Cậu phải nghe tôi nói. Madeline đã gặp rắc rối, nó không nên... Này, chết tiệt. Cậu không được để con bé rời khỏi hòn đảo.
Toby. Toby. Toby, có phải cậu đấy không? Ai đấy? Toby, thôi nào anh bạn. Anh đã làm gì? Madeline, tôi. Tôi làm thế vì chúng ta. Cuối cùng chúng ta cũng có thể sống cùng nhau rồi. Sao vậy? Không có gì.
Để rồi nhóc của con hết đấy. Gạt cần đi. Madeline.
Này! Tên thuyền là gì? Có ai khác trên đảo không? Thư giãn đi, cô an toàn rồi.